Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bài số 3, mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản. Đầu tiên chúng ta đến với phần tóm tắt lý thuyết. Thì chúng ta có hai cái nội dung thường gặp, đó là mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu. Thì ví dụ một là ta tung đồng xu một lần thì có hai kết quả xảy ra, thì là mặt sấp và mặt ngửa. Vậy tập hợp các kết quả xảy ra đó của việc tung đồng xu là chỉ là sấp và ngửa thôi đúng không? S là ký hiệu cho kết quả mặt sấp, còn N là ký hiệu cho kết quả mặt ngửa. Rồi. Phần 2, nội dung mô hình xác suất trong trò chơi lấy vật từ trong hộp. Thì ở ví dụ 2 là khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng có thì chúng ta thường trong một rổ có 3 loại màu thì các màu quả bóng lấy ra được đó có thể là màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Thì vậy tập hợp các kết quả có thể xảy ra thì có thể là xanh, đỏ, vàng và ký hiệu theo từng chữ cái tương ứng in hoa với các màu. Rồi chúng ta sẽ đến với dạng 1 để hiểu rõ hơn về cái nội dung bài ngày hôm nay. Đầu tiên là ta viết các tập hợp có thể xảy ra kết quả đó với một số các trò chơi thí nghiệm và đơn giản. Thì bước 1 ta liệt kê các kết quả có thể xảy ra đối với trò chơi hoặc thí nghiệm đó, và bước 2 ta viết các tập hợp đó kết quả xảy ra đối với trò chơi hoặc thí nghiệm đó. Thì ở bài 1 trong một buổi đầu năm học cấp 6, cô Hà muốn chọn một học sinh ngẫu nhiên trong số 4 học sinh Hạnh Mai Trung Lâm làm lớp phó lao động. Thì A nêu những kết quả có thể xảy ra đối với tên học sinh được chọn. Thì các kết quả có thể xảy ra đối với tên học sinh được chọn là Hạnh, đúng không? Hạnh, Mai, Trung và Lâm. Ý B, viết tập hợp những kết quả có thể xảy ra đối với tên học sinh được chọn. Thì tập hợp thì ta chỉ để đó, những tên các bạn này ở trong dấu ngoặc nhọn và cách nhau bởi dấu chấm phẩy, đúng không? Trung và Lâm. Tiếp theo, bài số 2 có 6 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được đánh các số từ 1 đến 6, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp thì các kết quả có thể xảy ra được rút ra là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Còn tương tự như vậy, các bạn viết tập hợp á, thì các bạn để những cái số này trong ngoặc. Số thẻ là 1 nè, thẻ là 2, được chưa? Đó, 3, 4, 5 và 6. Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất trò chơi thêm à, trò chơi trên. Thì có hai điều cần chú ý là rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp, được chưa? Hai điều cần chú ý là rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Rồi cái số 2 á là tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số lần xuất hiện được rút là tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số lần xuất hiện trên thẻ được rút đối với được rút là bao nhiêu các em? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 và 6, đúng chưa? Rồi, ta qua bài số 3. Một hộp có 6 quả bóng, trong đó có một quả bóng vàng, một quả bóng đen, một quả bóng trắng, một quả bóng cam, một quả bóng đỏ và một quả bóng nâu. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau, lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp thì nêu các kết quả có thể xảy ra. Thì á, các kết quả xảy ra là có thể là vàng này, đen này, trắng này, cam này, đỏ này, nâu, được chưa? Rồi viết tập hợp các kết quả xảy ra thì ta để những cái màu này trong ngoặc, được chưa? Đó, cách nhau bởi dấu chấm phẩy.
các bạn tự viết ha. Rồi tiếp theo ý C, những điều cần lưu ý. Thì đầu tiên á, cái điều cần lưu ý là lấy ngẫu nhiên, được không? Đây, điều cần lưu ý là lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Đây là cái điều thứ nhất cần lưu ý. Cái điều thứ hai á, là tập hợp các kết quả có thể xảy ra. Đây, đây các bạn ghi lại cái này, tập hợp có kết quả xảy ra, số bóng được lấy ra, ta ghi lại đúng cái dòng này, được chưa? Nó giống như cái câu 2 vậy đấy. Rồi bài số 4, mỗi con xúc xắc có 6 mặt và số chấm xuất hiện trên một mặt là các số nguyên dương 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì gieo xúc xắc một lần, những kết quả có thể xảy ra là đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là một số chia hết cho 2. Thì là gồm những kết quả nào các em? Là 2, 4, 6 đúng không? 2, 4 và 6. Mặt 2, mặt 4 và mặt 6. Viết tập hợp những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là một số chia hết cho 2. Rồi, cũng là 2, 4, 6 luôn, đúng không các em? Ở đây này, ta không để trong cái phần tập hợp là chính xác hơn, được chưa? 2, 4 và 6, mặt 2, mặt 4 và mặt 6. Rồi bài số 5, mỗi con xúc xắc có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt trong các số nguyên dương 1, 2, 3, 4, 5, 6 và gieo xúc xắc một lần. Số kết quả có thể xảy ra chia hết cho 3 là gồm 3 và 6, được chưa? Còn tập hợp là 3 và 6, được chưa? Rất đơn giản. Rồi, tôi qua bài số 6 ha. Lớp 6A tổ chức bốc thăm trúng thưởng vòng tròn may mắn. Trong đó, chiếc dĩa tròn được chia thành 5 phần bằng nhau, bao gồm các phần là hộp bút, quyển vở, gói bim bim, kẹo, mút. Chúc bạn may mắn lần sau và mất lượt quay chiếc đĩa một lần. Ý A, nêu các kết quả có thể xảy ra đối với các phần thưởng ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi dĩa dừng lại. Thì chúng ta liệt kê đây, đúng không? Đây này, các bạn ghi lại đúng những cái phần thưởng ở đây này. Bây giờ là ta trả lời xong ý A. Viết tập hợp thì ta để nó vào trong ngoặc gì? Vào trong ngoặc nhọn và liệt kê nó ra cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Rất đơn giản. Nêu hai điểm cần chú ý trong mô hình xác suất trò chơi trên. Thì á, cái điểm cần chú ý là gì các em? Là các kết quả có thể xảy ra, đúng không? Đây, trả lời câu C, các bạn ghi các kết quả có thể xảy ra với các phần thưởng ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào dĩa dừng lại. Đó, rồi ta ghi lại cái tập hợp các phần thưởng. Vậy là ta hoàn thành xong đó cái ý của bài 6, được chưa? Nói chung là thực ra ta ghi lại là nhiều đấy. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang dạng 2 nhé. Tính số kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản. Thì đầu tiên là phương pháp giải, là liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản. Đó, hoặc là đếm. Một chiếc hộp đựng 4 chiếc kẹo có kích thước như nhau và có màu sắc lần lượt là hồng, xanh, cam, đỏ. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp, tính số phần tử của tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu sắc kẹo được lấy ra. Thì tập hợp đó, tập hợp là gồm là gì? Hồng nè, xanh nè, đúng không? Cam, đỏ, được chưa? Rồi tiếp theo là ta có gì? Số phần tử là bao nhiêu? 4 phần tử, được chưa? Rồi bài 14, Sơn Tùng muốn đặt pizza một cửa hàng pizza. Phần đế bánh có hai loại đế không và đế khoai lang. Đó, phần nhân có 3 vị hải sản bò, gà và có hai loại kích thước là vừa và cỡ lớn. Hỏi bạn ấy có bao nhiêu cách để chọn cho mình một chiếc bánh pizza cỡ lớn. Đấy, thì ở cỡ lớn thì ta có hai loại đế đúng không? Đó. Thì cỡ lớn, đầu tiên ta có hai đế là đế không. Đế không và đế gì? Đế khoai. Đế không và đế khoai lang ấy.
Rồi ở D0 thì ta có thể chọn nhiều loại nhân đúng không? Là có 3 loại nhân là hải sản nè, bò nè và gì gà. Đấy, cỡ khoai lang cũng vậy. Vậy thì có bao nhiêu cách? Đây nè. Ta thấy là 1 2 3 4 5 6 có 6 cách. Được không? Có 6 cách để chọn một chiếc bánh pizza cỡ lớn, được chưa? Rồi bài 15, một hộp có 5 quả bóng, trong đó có một quả bóng vàng, một quả bóng cam, một quả bóng đen, một quả bóng cam, một quả bóng xanh, một quả bóng trắng. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 quả bóng trong hộp, tính số phần tử của tập hợp có thể xảy ra đối với số quả bóng được lấy ra. Thì 3 quả bóng này đúng không? Đó. Thì quả bóng thứ nhất là gì? Là ở đây ta có là gì? Quả bóng thứ nhất là, nếu mà quả bóng thứ nhất là màu màu vàng đi đúng không? Ở đây ta có thể dùng cách liệt kê. Thì là vàng, đỏ trắng, vàng, đỏ, cam đúng không? Vàng, đỏ, xanh. Đó. Vàng, tím, vàng, trắng, cam. Được không? Vàng, trắng, cam. Rồi vàng, trắng, xanh. Vàng, cam, xanh. Đỏ, trắng, cam. Đỏ, trắng, xanh. Được chưa? Đỏ, cam, xanh. Và trắng, cam, xanh. Được chưa? Thì tổng cộng ta thấy là có 10 phần tử, được chưa? Còn ở bài bài số 16 á, nó khá giống ở ở bài số 14, được chưa? Thì câu A là giống ở bài số 14 đây. Còn ý B hỏi bạn có bao nhiêu cách chọn cho mình một chiếc bánh pizza. Thì ở cỡ lớn ta cũng có hai cái cách này, được chưa? Có 6 cách. Thì ở cỡ nhỏ cũng vậy thôi. Cỡ nhỏ, cỡ vừa, được chưa? Cũng có hai đế này. Cũng và mỗi đế cũng đều có 6 cách chọn nhân, 3 cách chọn nhân đế không và 3 cách chọn nhân đế khoai. Thì ta sẽ có tổng cộng là 12 cách để chọn một chiếc bánh pizza. Được chưa? Đó, nó không nói cỡ nào thì ta có thể hiểu là có thể chọn cỡ vừa và cỡ lớn hoặc cỡ lớn. Rồi bây giờ ta chuyển qua câu 17. Bố mẹ Mai có công việc quan trọng nên Mai ở nhà một mình. Mẹ rất thương Mai nên đã chuẩn bị 3 món ăn đặc biệt là bánh mì, phở, kim bắp cho buổi sáng, trưa và buổi tối của ngày hôm đó. Cho bạn ấy tính số phần tử tập hợp các cách thưởng thức các món ăn đặc biệt trong ngày của Mai. À, để xem Mai sẽ có cái cách ăn như thế nào đấy ha. Thì đầu tiên á, ta có buổi sáng thì Mai ăn bánh mì được không? Ăn bánh mì. Trưa thì có thể là Mai ăn phở này, kim bap, kim bap. Rồi tối có thể ăn kim bap, phở, được chưa? Có nhiều cách thưởng thức lắm. Rồi hoặc là nếu sáng mà Mai ăn phở đi đúng không? Thì chưa ăn bánh mì, kim bap, được không? Tối là ăn kim bap, được không? Và bánh mì. Rồi sáng không thích nữa thì ăn kim bap đó. Xong rồi trưa thì ăn phở, bánh mì đó. Tối là ăn bánh mì là phở, được chưa? Thì như vậy là Mai có bao nhiêu cách để thưởng thức? Mai có 6 cách để thưởng thức bữa ăn ngon đúng không? Đây là một cách này, hai cách này, ba cách này, bốn cách này, năm cách này và 6 cách. Được chưa? Nó chia nhánh nó như vậy. Đấy. Sáng ăn bánh mì, trưa ăn phở, tối ăn kim bắp. Sáng ăn bánh mì, trưa ăn kim bắp thì tối ăn phở. Đó, đảo qua đảo lại ha các em. Đó. Vậy có 6 cách đó, để Mai thưởng thức cái bữa ăn trong ngày mà mẹ đã chuẩn bị, được chưa?
Rồi kết thúc bài 17 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những bài tập liên quan đến dạng bài số 3 mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản. Nếu thấy hay các em hãy like share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.